Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương được Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với các trại giam tổ chức định kỳ hàng năm với mục đích giáo dục, động viên phạm nhân tích cực học tập, cải tạo tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện. Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2023 được Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với trại giam Suối 2 tổ chức cho hơn 500 phạm nhân. Trại giam Suối 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo cho hơn 2.600 phạm nhân, trong đó có 1.090 phạm nhân trong độ tuổi vị thành niên. Chính vì vậy, công tác giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên học tập, cải tạo tiến bộ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện có ích là nhiệm vụ của toàn xã hội và đặc biệt là của tổ chức đoàn hội các cấp. Đi vào đây thì em được các cán bộ trại giam giáo dục và giúp đỡ rất nhiều trong quá trình lao động, học nghề, học tập, cải tạo. Em sẽ thụ án 7 năm. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì các cán bộ sẽ dạy cho em nghề điện và để em trở về với gia đình và xã hội, em sẽ cố gắng phấn đấu học hỏi kỹ về cái nghề đấy để giúp ích cho xã hội. Em đã được cán bộ ở trên này và đã chỉ và hướng dẫn em và dạy em những cái điều hay trong xã hội sống bây giờ và hướng em vào một cái con đường cải tạo tốt nhất để mà em sớm em trở về với cả xã hội. Em cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn tầm tuổi em và có thể là các bạn ít tuổi hơn em, trước khi làm phải suy nghĩ những cái hành động đấy của mình và cố gắng kiềm chế bản thân, đừng để xảy ra những cái việc sự việc như em bây giờ. Với phương châm thực chất, rộng khắp, hiệu quả, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cấp bộ đoàn hội trong việc quan tâm, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với các trại giam trong công tác giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề để phạm nhân tự tin hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong thanh niên. Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm nay còn có sự tham gia của 16 y bác sĩ đến từ Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội và Bệnh viện Quân y 105 khám bệnh miễn phí cho 300 phạm nhân. Được sự nhất trí của Đảng ủy Ban giám đốc Bệnh viện đã cử 15 bác sĩ của 7 chuyên khoa đến khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho các phạm nhân đang cải tạo ở trại giam Suối 2. Thì qua thông qua các hoạt động này thì chúng tôi nhận thức rằng là những cái phạm nhân ở trại giam Suối 2 ấy, họ là những cái lực lượng yếu thế của xã hội, rất cần được sự quan tâm của các ngành, trong đó có đoàn thanh niên. Hôm nay chúng tôi mang đến hệ thống máy móc, trang thiết bị rất là hiện đại của bệnh viện để kịp thời khám, phát hiện và tư vấn cách thức chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các phạm nhân. Qua đây thì cũng mong muốn họ khơi dậy cái niềm tin trong mỗi cá nhân phạm nhân ở đây để họ có một cái niềm tin trong tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để sớm được hoàn lương và trở về với gia đình trong thời gian tới. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng cơ số thuốc trị giá 20 triệu đồng cho trại giam, tặng 20 suất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi giữa đoàn viên thanh niên và phạm nhân. Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương được tổ chức định kỳ hàng năm, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của xã hội và tổ chức đoàn hội với người lầm lỗi, tạo môi trường thân thiện, đầm ấm, cởi mở, giúp cho phạm nhân được giao lưu, nâng cao nhận thức bản thân về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, cũng như sự quan tâm động viên giúp đỡ của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, từ đó xóa đi mặc cảm, an tâm tư tưởng, lao động học tập cải tạo tiến bộ, sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trở về xây dựng cuộc đời mới, thành người lương thiện, có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đó, chúng ta nhìn thẳng,